Chào mừng quý vị đến với kênh tạp chí online. Hôm nay trên chuyên mục mẹ và bé sẽ chia sẻ cho cùng các mẹ các chị công thức nấu 4 món cháo rau ngót cho bé đơn giản, dễ làm, siêu ngon. Rau ngót cho bé là thực đơn hàng đầu mà mẹ không thể bỏ qua trong các món ăn dặm của trẻ. Ngay từ 7 tháng tuổi, bé đã bắt đầu có thể ăn được những món cháo từ rau ngót. Rau ngót được đánh giá là loại rau vô cùng tuyệt vời dành cho bé ăn dặm mang đến rất nhiều lợi ích khác nhau đối với trẻ. Với thành phần dinh dưỡng giàu đạm tinh bột, sơ, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, phương pháp, hỗ trợ tốt cho sự phát triển của bé thời kỳ đầu. Rau ngót có khả năng hỗ trợ điều trị táo bón cho trẻ. Các món cháo rau ngót đều có hàm lượng chất sơ cao, là phương pháp tuyệt vời để hỗ trợ cho con khi bị đổ mồ hôi trộm, trị táo bón cho bé và tăng cường hệ miễn dịch cho con nhờ thành phần vitamin C có đặc tính chống oxy hóa cao. Sau đây là công thức nấu 4 món cháo rau ngót cho bé. 1 cháo tôm rau ngót cho bé. Chuẩn bị nguyên liệu: khoảng 8 thìa súp gạo tẻ nấu cháo, khoảng 1 thìa súp đỗ xanh, đậu xanh đã tách vỏ, 3 con tôm tươi, 50 g rau ngót, một củ hành khô, một miếng phô mai hoặc bơ lạt, một thìa dầu ô liu, một thìa nước mắm cho bé. Cách chế biến: Mẹ nấu cháo gạo trắng thật nhừ, tỷ lệ đặc loãng phù hợp theo độ ăn dặm của bé. Tôm bóc vỏ, bỏ đầu, dùng dao dọc khía để lọc bỏ chỉ đen ở lưng tôm rồi dùng dao băm thật nhuyễn. Sau đó, nêm nếm gia vị cho tôm, cho chút bơ lạt, nước mắm vào trộn đều, để trong 5 phút để tôm ngấm gia vị. Rau ngót nhặt lấy lá non, rửa sạch với nước sau đó thái chỉ và cắt thật nhỏ. Luộc chín rau và mang xay nhuyễn. Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, đập dập và băm nhuyễn. Làm nóng chảo với chút dầu ăn rồi cho hành vào phi thơm. Tiếp theo. Cho phần tôm đã ướp vào xào qua trong khoảng 30 giây đến khi thịt tôm chuyển sang màu hồng thì tắt bếp. Khi cháo đã chín nhừ thì cho phần thịt tôm đã xào vào, khuấy đều với cháo trong 2 phút. Tiếp đó, cho phần rau ngót vào nấu sôi thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa thì tắt bếp, múc cháo ra tô. Thêm chút mắm, dầu ô liu để bé ăn ngon miệng hơn. Cháo gà rau ngót cho bé. Nguyên liệu chuẩn bị: 50g gạo nấu cháo, 30g thịt gà đã lọc sẵn, 10 giờ rau ngót một thìa dầu ăn dinh dưỡng cho bé, có thể là dầu dừa hoặc dầu ô liu. Cách chế biến, mẹ tiến hành nấu cháo như thường lệ với gạo và nước vừa đủ. Tuy nhiên, với bé ăn dặm mẹ nên nấu loãng một chút. Sau khi cháo chín, mẹ đào đều và thêm một thìa dầu ăn cho bé vào. Tiếp theo, lục chín thịt gà rồi băm hoặc xay nhuyễn. Điều này sẽ giúp trẻ không bị hóc và dễ tiêu hóa hơn. Rau ngót nhặt rửa sạch, luộc chín cùng nước luộc gà vừa rồi. Sau khi rau chín thì vớt rau ra khỏi nước dùng, xay nhuyễn trộn đều phần thịt gà vừa làm xong. Cho hỗn hợp thịt gà rau ngót vào cháo là xong. Phần nước luộc rau có thể tận dụng cho bé uống thêm khi bé ăn cháo. Cháo cua rau ngót cho bé. Chuẩn bị nguyên liệu: 50g gạo tẻ nấu cháo, 15 giờ rau ngót, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê nước mắm, 50-100g thịt cua, 1 thìa cà phê dầu ăn cho bé một thìa cà phê hạt nêm, 100g đậu đỏ. Lưu ý, với bé dưới 1 tuổi, không nên dùng gia vị khi nấu cháo. Cách chế biến, rau ngót rửa sạch, ngắt lấy riêng phần lá, vò nát để ráo rồi mang băm hoặc xay nhuyễn. Đậu đỏ đãi sạch và cho vào nồi hấp chín, tán nhuyễn. Vo sạch gạo rồi cho gạo tẻ, thịt cua vào nồi cùng một lít nước, nấu lửa nhỏ cho đến khi thấy hạt gạo nở, cháo nhừ. Tiếp theo, cho đậu đỏ, rau ngót vào nấu cùng cháo nên gia vị muối, hạt nêm, nước mắm cho vừa ăn rồi nấu thêm 10 phút thì tắt bếp. Múc cháo ra bát cho bé thưởng thức. Cháo trứng gà rau ngót cho bé ăn dặm. Chuẩn bị nguyên liệu: lòng đỏ trứng gà, gạo nấu cháo, rau ngót, dầu ăn cho bé, gia vị cho bé tùy thuộc vào tháng tuổi của bé mà mẹ có thể lấy phần lòng đỏ trứng gà sao cho phù hợp. Rau ngót chỉ nên lấy những lá non. Cách chế biến: vo gạo và nấu cháo, ninh nhuyễn đến khi cháo nhừ rửa sạch rau ngót, vặn nhỏ rồi đem xay nhuyễn. Khi cháo đã sôi thì cho rau và dầu gấp vào khuấy đều tay. Tiếp theo, mẹ đập phần lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều trong khoảng 2 đến 3 phút thì tắt bếp, nêm nếm gia vị vừa ăn với bé rồi múc cháo ra bát cho bé ăn. Cảm ơn các mẹ các chị đã quan tâm lắng nghe. Nếu nhận được giá trị từ video thì hãy đăng ký theo dõi kênh và chia sẻ video cho để nhận được nhiều giá trị hơn nữa. Chúc các mẹ thành công! Chào mừng quý vị đến với kênh Tạp chí Online. Hôm nay trên chuyên mục mẹ và bé sẽ chia sẻ cho cùng các mẹ các chị. Công thức nấu 4 món cháo rau ngót cho bé đơn giản, dễ làm, siêu ngon. Rau ngót cho bé là thực đơn hàng đầu mà mẹ không thể bỏ qua trong các món ăn dặm của trẻ. Ngay từ 7 tháng tuổi, bé đã bắt đầu có thể ăn được những món cháo từ rau ngót. Rau ngót được đánh giá là loại rau vô cùng tuyệt vời dành cho bé ăn dặm mang đến rất nhiều lợi ích khác nhau đối với trẻ. Với thành phần dinh dưỡng giàu đạm, tinh bột, sơ, vitamin B1, Vitamin B2, vitamin C, phương pháp hỗ trợ tốt cho sự phát triển của bé thời kỳ đầu. Rau ngót có khả năng hỗ trợ điều trị táo bón cho trẻ. Các món cháo rau ngót đều có hàm lượng chất xơ cao, là phương pháp tuyệt vời để hỗ trợ cho con khi bị đổ mồ hôi trộm, trị táo bón cho bé và tăng cường hệ miễn dịch cho con nhờ thành phần vitamin C có đặc tính chống oxy hóa cao. Sau đây là công thức nấu 4 món cháo rau ngót cho bé. 1. Cháo tôm rau ngót cho bé. Chuẩn bị nguyên liệu khoảng 8 thìa súp gạo tẻ nấu cháo, khoảng một thìa súp đỗ xanh, đậu xanh đã tách vỏ, ba con tôm tươi, 50 g rau ngót, một củ hành khô, một miếng phô mai hoặc bơ lạt, một thìa dầu ô liu, một thìa nước mắm cho bé. Cách chế biến: Mẹ nấu cháo gạo trắng thật nhừ, tỷ lệ đặc loãng phù hợp theo độ ăn dặm của bé. Tôm bóc vỏ, bỏ đầu. Dùng dao dọc khía để lọc bỏ chỉ đen ở lưng tôm rồi dùng dao băm thật nhuyễn. Sau đó, nêm nếm gia vị cho tôm. Cho chút bơ lạt, nước mắm vào trộn đều, để trong 5 phút để tôm ngấm gia vị. Rau ngót nhặt lấy lá non, rửa sạch với nước sau đó thái chỉ và cắt thật nhỏ. Luộc chín rau và mang xay nhuyễn. Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, đập dập và băm nhuyễn. Làm nóng chảo với chút dầu ăn rồi cho hành vào phi thơm. Tiếp theo. Cho phần tôm đã ướp vào xào qua trong khoảng 30 giây đến khi thịt tôm chuyển sang màu hồng thì tắt bếp. Khi cháo đã chín nhừ thì cho phần thịt tôm đã xào vào, khuấy đều với cháo trong 2 phút. Tiếp đó, cho phần rau ngót vào nấu sôi thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa thì tắt bếp, múc cháo ra tô. Thêm chút mắm, dầu ô liu để bé ăn ngon miệng hơn. Cháo gà rau ngót cho bé. Nguyên liệu chuẩn bị: 50g gạo nấu cháo, 30g thịt gà đã lọc sẵn, 10 giờ rau ngót một thìa dầu ăn dinh dưỡng cho bé, có thể là dầu dừa hoặc dầu ô liu. Cách chế biến, mẹ tiến hành nấu cháo như thường lệ với gạo và nước vừa đủ. Tuy nhiên, với bé ăn dặm mẹ nên nấu loãng một chút. Sau khi cháo chín, mẹ đào đều và thêm một thìa dầu ăn cho bé vào. Tiếp theo, luộc chín thịt gà rồi băm hoặc xay nhuyễn. Điều này sẽ giúp trẻ không bị hóc và dễ tiêu hóa hơn. Rau ngót nhặt rửa sạch, luộc chín cùng nước luộc gà vừa rồi. Sau khi rau chín thì vớt rau ra khỏi nước dùng, xay nhuyễn trộn đều phần thịt gà vừa làm xong. Cho hỗn hợp thịt gà rau ngót vào cháo là xong. Phần nước luộc rau có thể tận dụng cho bé uống thêm khi bé ăn cháo. Cháo cua rau ngót cho bé. Chuẩn bị nguyên liệu 50g gạo tẻ nấu cháo, 15 giờ rau ngót, 1 2 thì cà phê muối, 1 2 thì cà phê nước mắm. 50...